Chào cả nhà nha. Thì hôm nay Duy cũng đi về bên Duyên Hải. Thì hôm nay Duy có đi ngang cái đoạn đường mà hôm bữa Duy xảy một con bổi cả nhà. Cái con bổi đó Duy có đăng lên cái YouTube, là cái tiêu đề là cái gừng vẻ đẹp của gừng Đước đó cả nhà. Thì hôm nay Duy đi ngang đây, Duy kích lo lại thì Duy nghe nó chơi nữa cả nhà. Mới đứng ở ngoài lộ kích lo thôi mà nó đứng ở trong cái bờ nước này nó thả dội ra dữ lắm á nha. Bây giờ Di cũng thử Di úp lại thử nó xuống. Đây cái cõi cũ nè, cả nhà có xem cái clip kia là cả nhà dòm là biết cái cõi này đi cả nhà. Này lúc trước Di cũng úp ở dưới cái bờ đê nè cả nhà. Còn đi bây giờ Di úp thử nó xuống cả nhà.
trắng gì cả nhà.
nha. Nó lại kiếm con bẹo quá nha, nó lên chạy nó kiếm con bẹo quá. Thì anh Xu nó chạy ra mồi nó chơi đó cả nhà, thấy mồi rồi đó cả nhà, có từng lại dính lắm cả nhà, chạy lại vậy nè, luôn con đi xâm xâm lại luôn cả nhà. Thank you.
trắng. Chưa, cái nhà ơi, nắng quá. Hôm bữa này nó hôm bữa chưa có xảy nó một lần rồi, bây giờ nó chặn nó khung quá nha. Mà để bây giờ chi giờ vô trong mát đi nha. Cầm bẫy vô trong mát đi để nắng đừng có chói, cho đừng có sợ. Chưa gọi quá quá khôn.
dính rồi cả nhà. Đi đi bắt nha. Quá lâu. Để gì lấy cái lọc đấy. Quá trời lâu luôn cả nhà ơi. Đợi xíu thôi con, để bắt nó vô cái kìa. Trời ơi, con keo. Ôi trời ơi, chút xíu nó xảy rồi cả nhà ơi. Thay con mỏi à. Ôi. Ok nè. Con này hôm bữa gì có xảy một lần rồi cả nhà. Bởi bây giờ nó nhát, nó thấy bẫy hay là nó né. Khôn quá trời khôn. Mỗi sáng giờ cái mỏ nó đi đắt không cả nhà. Nãy gì lâu lâu Duy cũng ghé lên đây Duy kích đo hoài cả nhà. Tại vì lúc trước Duy cũng qua đây Duy kích đo một lần cũng thả dội lên dữ lắm. Rồi cái gì mới gài cũng một thời gian cũng lâu lâu á, cái nó dính xong rồi Duy ở bẫy xong mới vuột giò. Rồi bữa nay Duy quay trên đây lâu lâu cái gì đi gần đây á, Duy kích đo thử nữa, nằm bữa nó không gáy mà hôm nay nó lên dội được nha. Cái vô Duy gài thử, nãy nó rớt xuống là Duy đổi mồi lên lại xuống như 3-2 lần luôn đó nha, mới dính được nó. Chút xíu nó xảy cả nhà, nó dính cái ngón giò có chút xíu à, vuột luôn rồi nè. Đây nè, nè cả nhà thấy không, đây nè, Duy gài không kịp là xảy nữa rồi. Tại vì nó né bẫy, nó không có chịu đi vô bẫy nữa nha. Không lắm. Cái này cũng 11 giờ. Nè. Bữa gì cũng ngại ở đây. Rồi chị hết cả nhà. Bây giờ đi xin kết thúc clip tại đây nha.